Hi, chào tất cả mọi người, chào tất cả các bạn. Hôm nay mình có mua một cái máy laptop MSI ở bên Đài Loan á, thì mình sẽ review cái máy này cho mọi người cùng coi ha. Không có gì làm thì mình review cái máy này. Mình không phải là chuyên gia về máy tính, nhưng mà mình mua rồi thì thôi, mình bật hộp cho các bạn cùng biết luôn. Đây là cái phần quà của nó nè, quà tặng gì đâu mà còn đóng luôn, quá trời đất luôn. Đây, tai nghe, headphone, con chuột này có đẹp, có đèn led ha, chạy xung quanh đẹp lắm. Có gì mình bật lên cho các bạn coi. Còn đây là bộ vệ sinh này, cây cỏ với lại nước vệ sinh bằng phím với lại máy. Ở đây là con rồng con, cái búp bê rồng con, cái này chỉ để trang trí thôi chứ không làm gì. Còn ở đây này, đó, một đống chữ tàu chữ chung luôn này. Tại mình mua cái phiên bản này bên Đài Loan mà, cho nên là toàn là tiếng Trung không. Ở đây là Kaspersky, dùng 2 năm, bản quyền 2 năm. Đó, đó thùng, một đống quà luôn mà. À đây còn nữa, đây cái thùng mình còn này. Ở đây còn quà này, đó một cái ba lô to đùng luôn. Đó, ba lô mà có logo của MSI rất đẹp. Để đựng máy tính này. Đây, ba lô hình con rồng này. Đó, con kéo đây, mình sẽ cắt ra thử coi trong nó như thế nào thôi. Rồi, thử coi nó sẽ trông như thế nào. Wow, khá là đẹp đấy chứ. Ở đây à, như thế này mới đúng. Ồ, rất là vàng, ba lô này rất là vàng. Phá xong nhấc cái này vô, nó sẽ gọn thôi. Nhấc vô, phá xong nhấc vô, nó sẽ gọn thấy là gì. Rồi, vậy thôi, chắc là ok. Còn gì nữa? À, một cái bảo vệ bàn phím. Cái miếng bảo vệ bàn phím này nè. Là bằng cao su dẻo, đó. Cái này thấy nó để đây là chống nước á, nhưng mà mình thấy chắc đúc cái này vô rồi nó không có được sướng đâu, không cảm giác nó không có thật. Chứ bạn nghĩ coi, để cái này đúc vô cái bàn phím làm sao mà sướng được đâu. Đó. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ để cái này qua một bên trước đã. Rồi mình mở cái hộp. Yeah. Wow, rất là nặng. Mở cái hộp thùng máy của mình ha. Đó, mở ra. Ngược rồi. Xoay ngược lại. Đó, ngược rồi, để ngược ra. Đó. Wow. Lấy cái máy ra, rất là tuyệt vời. Wow. Bao bọc rất là chắc chắn, để mút xốp. Này. Nóng mút xốp rồi. Cái bên ở đây có cái gì, khách hướng dẫn. Ở đây là phiên bản của hàng Đài Loan thì chắc chắn là nó có tiếng tàu tiếng Trung rồi, nguyên một đống luôn. Đây tiếng Anh tiếng Trung khách hướng dẫn. Đây là cái gì, dây nguồn, cái này dây nguồn. Đây còn một cái nữa, một cái hốc đựng đồ. À, adapter này chắc cũng phải nhiều tí quá, rất là nặng. Rồi, cái thùng này mình tạm thời để vào một bên. Rồi mình mặt khoan mình để lên, để cái máy lên đây cho nó cao. Đó, wow, nhân vật chính của chúng ta. Rất là đẹp. Mình mở lên. Đây, mở lên. À, mà trước tiên mình phải đi về phần tổng thể chứ. Đây, phần tổng thể của nó này. Đi sơ một đường ha.
Quay sơ mặt đường trước đây. Ở mặt trước này nó để lên cái gồ, hai cái gồ, hai cái đường này là gồ lên nè. Nó giống như là siêu xe vậy, xe thể thao á. Còn hai cái đường này là chạy đường led ha, đường led RGB á. Đường led này là chạy dạng như bảy sắc cầu vòng mà. Rồi. Ở đây nó có chữ radar, đây là dòng radar. Đó. Chữ radar này. Ở mặt sau ở đây thì nó để mấy cái đường chỉ đỏ đỏ này rất đẹp, rất là phong cách. Rồi cái này vát này, góc cạnh rất là gân guốc ha, giống như siêu xe vậy. Đằng sau còn có hai hốc hạ nhiệt. Ok, còn ở bên tay phải thì có gì? Micro SD, đầu đọc micro, lỗ đọc micro SD này. Còn hai cái lỗ này là USB, cổng USB. Rồi hốc tản nhiệt luôn, đây là chỗ cắm sạc. Còn ở đầu bên đây hốc tản nhiệt này, rồi cổng mạng HDMI, mini display port, với lại đây là USB, cổng USB. Ở đây có một cổng USB Type-C, rồi đầu xuất loa với lại là micro. Mặt trước thì không có gì nữa ha, phía trước không có gì hết ha. Còn mặt sau có gì này? Mặt sau không có gì hết ngoài hốc tản nhiệt, mấy cái nhưng mà nhìn xuyên qua này, các bạn thấy được xuyên qua ở dưới đây này có mấy cái ống đồng nè. Đây là công nghệ cooler boost 5 của nó, mấy cái ống đồng tản nhiệt rất là nhanh. Rồi mấy cái lỗ ở dưới đây là nó làm để hút gió vô, hút từ dưới lên là tản ra bốn cái hướng tản nhiệt ở bốn hướng. Bật lên thử coi trong nó có cái gì. Bỏ cái này ra. Rồi ở đây cái bàn phím, bàn phím của thằng Steel Series này, bàn phím của thằng Steel. Bàn phím này sẽ nhấp nháy đèn led. Đây có còn gì nữa không? Ở đây cái chỗ mà touchpad của nó có để cái đường chỉ màu đỏ rất là đẹp. Cái này ấn cảm giác ấn không được sướng cho lắm, nó giống như là không có được cứng cáp, không có được cố định cho lắm. Còn rê chuột thì để lát mình vô máy mình rê mình mới biết ha. Rồi cái máy này là GE63 Raider, và nó dùng cạc rời là RTX, và cái con RTX này là 2060. Rồi chip là nó dùng chip coi 7 thế 8. Ở đây nó để một số cái thông số này, để đèn led này, Mystic Light. Rồi cái màn hình nữa, màn hình là 144Hz ha, rất là ngon, khá là ngon trong cái thời buổi hiện tại. Rồi đèn, cái bàn phím này nhấp nháy đèn led. Rồi bốn loa, ok cái này khỏi phải bàn, bốn loa gần như là vô địch luôn, gần như là vô địch trong phân khúc này luôn. Và cái loa của nó cooler boost 5, tản nhiệt rất là nhanh. Rồi HDMI. Rồi ở cái màn hình nó có cái gì, coi thử này. USB trên là có một cái camera vậy thôi. Đó, USB với camera, để mình bật cái này lên thử coi. Đó, ở đây có ba cái nút ha. Nút đầu tiên mình mới bấm đây nè, nút nguồn. Rồi nút chính giữa là nút đèn led, chỉnh đèn led. Còn nút ở đây, nút dưới cùng á là nút quạt. Quạt của nó kêu hả, phải nói là bá cháy luôn. Để lát mình bật lên cho các bạn thấy. À, cắm cái chuột vô này chứ. Cắm cái chuột vô để cho các bạn thấy nó đẹp lung linh như thế nào ha. Rất là lung linh, lộng lẫy. Đây, chuột của nó đây. Cắm nó vô. Đó, chạy rồi đó.
cái đấy đó. Các bạn thấy chưa? Con chuột của nó này rất là đẹp. Đây còn có một cái logo rồng nữa, rất là ngon lành. Ở đây chắc là hai nút lên xuống đó. Đó, cái này là nút lăn. Đằng sau này là nút RGB Lighting Switch, là cái nút thay đổi màu sắc này này. Đó, thay đổi gì? Đó, thay đổi chưa? Hồi nãy là nó chớp liên tục, bây giờ nó thay đổi chớp ra từng màu. Ở trên bàn phím này nó cũng được này. Nó cũng chớp ra từng màu được. Đấy. Đó. Nó cũng thay đổi được đó. Nó có nhiều cái kiểu chớp và ở đằng sau. Và hồi nãy mình có nói đằng sau này nó có thay đổi cái kiểu chớp đó. Đó. Là bây giờ đằng sau này nó thay đổi theo cái con mà thay đổi theo cái đèn led của bàn phím. Là mình thử bấm nha, mình bấm thay đổi màu sắc đó, nó thay đổi đó, thấy không, nó lại một cái kiểu khác. Bấm thêm lần đó, nó thay đổi theo một kiểu khác đấy. Cái này nó sẽ chạy theo cái chỗ bàn phím, mà mặt sau nó sẽ chạy theo bàn phím. Ok, rồi mình bấm cái con chuột này coi. Chiếc pet này coi. Chuột cái chiếc pet này. Đúng như là cái cảm giác mình đã nói hồi nãy, nó không có được sướng cho lắm. Nó không có được trơn tru cho lắm. Khi mà đến chuột phải hay chuột trái thì nó có cái tiếng mà cạnh cạnh nó đẹp, nó không có được tiếng cắt. Còn chuột tre thì tạm ổn ha. Nói chung là được. Rồi còn một cái nữa là mình phải nói cho các bạn biết là cái con này á, là mặt dưới nó làm bằng nhựa, nhưng mà còn phần còn lại ở phía trên này nè, cái nắp này, nắp capo của siêu xe này nè, là bằng nhôm, rất là cứng cáp đó. Mình bực bằng một tay mình đẩy, nhưng mà mình phải giữ như vậy, bực bằng một tay và một tay như vậy đó, tay vẫn bật được, ngon lành luôn. Bật được một tay mà, nhưng mà tốt nhất các bạn cứ giữ đi, giữ cho nó an toàn. Mình cố thể hiện khi ta không biết gì ha. Còn một cái nữa là cái mặt ở bàn phím này là nó cũng là làm từ hợp kim nhôm luôn, rất là cứng. Các bạn thấy nhúc nhích là do cái hộp nó đang nhúc nhích thôi, cái phần thực ra rất là cứng này. Mình giữ lại nè, đó, nó không nhúc nhích gì luôn, mà không bị ọt bẹp không gì hết, rất là cứng cáp. Rồi cái quả này thì mình mua ở bên đây là khoảng tầm 6 vạn tiền đài, tầm 40 mấy triệu tiền Việt á, hơn 40 triệu tiền Việt á. Thì 40 triệu tiền Việt thì cũng tầm mua được những cái dòng cao cấp rồi, nhưng mà để được trang bị đèn led mà như thế này thì cũng hơi khó. Hoặc là các bạn mua của thằng Acer, hoặc là Predator, hoặc là của thằng Asus ROG, hoặc là của thằng Gigabyte gì đó, Asus á, thì cái đó nó cũng có led á. Rồi Razer này, Razer cũng có led này, nhưng mà nó có nhiều phiên bản mình không biết. Thì mình thấy cái này khá là ngon đó. Thì các bạn thấy được thì cứ tiến tới mà mua ha. Như Việt Nam cũng có cái phiên bản, nhưng mà như là phiên bản thấp hơn một tí, bằng chính hãng á. Vỏ bằng nhôm kim loại, hợp kim nhôm cứng cáp. Rồi màn hình thì rất là sắc nét. Rất là sắc nét. Rồi chuột này đẹp này, quà tặng này hấp dẫn. Mọi thứ tuyệt vời. À còn một cái nữa là để mình có nói là bật cái chỗ mà quạt á. Bật cái quạt lên cho các bạn nghe. Đây. Đó, nghe nó ồn nào mà nó rầm luôn mà. Mình để sát vô ha, sát vô cái lo này, cái chuột quạt đó, thấy không? Nghe mà vù luôn, giống như bão tố luôn đó. Giống như bão tố luôn mà. Đó, nó có một cái độ ồn như vậy. Còn một cái nữa mình muốn cho các bạn thấy luôn, đó chính là từ tắt cái lo đi, ồn quá. Đó, còn một cái nữa là mình cho các bạn thấy. Ở đây này, bốn cái lo này.
Giant Speaker, loa khổng lồ. Mình sẽ cho các bạn thấy nó khủng khiếp như thế nào. Mình mở một cái đoạn nhạc đi. Đoạn nhạc mở cái đoạn nào mà nó không có bản quyền ấy, tại vì mình mở một cái đoạn nhạc không có bản quyền cho các bạn thưởng thức cái loa của nó thôi. Loa khủng khiếp luôn á. Mình sẽ bật lên hết luôn. Và mình bật lên hết rồi, một lát mình bật xong rồi mình để gần cho các bạn cùng thấy. Để coi nhạc nào đây. Nhạc bình thường thôi nha. Thôi, Juliet, cái này có bản quyền hết rồi. Nhạc miễn phí đi. Rồi, cái này đi. Motion drop đi. Đó, mình bật lên hết cỡ nha. 100. Các bạn có nghe thấy nó có cái gì không? Nó bass đó. Đó. 60, 90. 70, 80. 90, thôi để 90 được rồi. 90 được rồi, đó, để gần cho các bạn thấy. Cái lò của nó quá là xuất sắc luôn. Đó, các bạn thấy chưa? Cái lò của nó mà. Này, mình bật nhỏ lại đi. Bật nhỏ lại cái lò này đi. Không là ồn lắm, ồn ào hàng xóm. Rồi, ok. Thì cái video giới thiệu cái chiếc máy Raider GE63 phiên bản là RGB GTX 2060 ha. Phiên bản Đài Loan. Cái đây là tạm dừng nha. Các bạn thấy thích thì cứ mà ok đi mua thôi. Thích máy gì mua máy đó thôi. Thích MacBook mua MacBook, thích HP hay là thích Dell, thích Acer, cứ quốc thẳng thôi. Rồi các bạn có thắc mắc gì cứ nhấn xuống bên dưới, mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn biết ha. Mình không phải là chuyên gia máy tính đâu, thì mình sẽ chia sẻ những cái gì thực tế mình sử dụng cho tất cả các bạn biết. Thì các bạn có cứ comment xuống rồi mình sẽ trả lời. Rồi các bạn thấy thích cái video của mình thì hãy ấn like, share và subscribe giúp mình ha. Thì có gì là rồi mình sẽ cho ra thêm những cái video về thực tế mình sử dụng cái máy này như thế nào. Rồi chào tạm biệt tất cả các bạn. Thank you. Các bạn nghĩ cái con này là cái con gì? Con thú đồ chơi hả? Nhầm rồi, không phải đâu. Các bạn nhìn vô cái hộp này nè, lúc đầu mình cũng bị đánh lừa luôn. Đây là mấy cái con như USB 16GB 3 chấm. Rồi các bạn nhìn như thế chả biết nó USB mà làm kiểu nào. Chả lẽ USB Bluetooth. Đâu có kiểu nào USB mà Bluetooth nó bóp kiểu nào cũng không được, cũng không thấy bật ra. Thì ra nó để cái chỗ đầu này nè, các bạn nhìn cái chỗ đầu này. Đó, các bạn lật nó lên. Đó, thực sự nó là một cái USB ha. Rồi, ok.